trong bóng tối vây quanh tất cả mọi người. Sẽ có rất nhiều những nỗi sợ đang vây kín chúng ta. Và đối với con người á, thì cái mà chúng ta sợ nhất là gì? Chúng ta sợ cái chết. Và người sẽ mang cái chết đến cho chúng ta. Đó là không chết. Những nỗi ám ảnh và khiếp đảm đến cho những người can đảm nhất. Và thường chết thường được biết tới với một chiếc đũa hái lớn ở trên tay, mặc áo tròn đêm và cái mũ thì trùm kính đầu. Tấm áo tròn phủ kính một bộ mặt cực kỳ lạnh lẽo này và quá quen thuộc để lấy đi sinh mạng của con người. Và cứ từng bước thần chết tìm đến tất cả mọi người cùng với một chiếc đồng hồ cát ở trên tay. Thần chết đứng đó lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, và đó cũng là lúc lưỡi hái của ngài lấy đi linh hồn. Có những giọng cười chợt phát ra trong đêm tối. Một gã hề quái gở, kẻ thù truyền kiếp của Batman, và đó là Joker. Khuôn mặt hắn trắng như phấn bột, cái mũi, cái môi đỏ chót, với một vết sẹo kéo dài từ miệng tới tận mặt tay. Tóc thì màu xanh lá như một gã hề khoái khở, còn về giọng cười của lão thì cợt cợm và quỷ dị như muốn chế nhạo cả thế giới. Joker không sở hữu năng lực đặc biệt nào, nhưng bù lại hắn vô cùng nhanh nhẹn, có võ công cao cường và có kỹ năng chiến đấu cũng như là kỹ năng sử dụng vũ khí thanh thạo. Joker có khả năng chế tạo ra những loại hóa chất độc, chất nổ và nhiều loại vũ khí tự chế nguy hiểm khác. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là cái bộ não thiên tài nhưng điên rồ của hắn. Joker là thành viên của các tổ chức tội phạm khét tiếng, với những kế hoạch chi tiết và độ chính xác cực kỳ cao. Wow. Xuất hiện lần đầu trong bộ phim hoạt hình kinh điển Người đẹp người hút trong rừng. Bà là hiện thân của cái ác thuần túy. Bên cạnh sự độc ác của mình thì Maleficent được nhận xét là thiếu đi sự nữ tính rồi. Thân hình bà nổi bật với một cặp sừng uốn lượn và bộ cánh to lớn trên đầu thể quý kỳ. Đôi gò má bà cao để lộ cho vẻ dữ tợn và lạnh lùng. Bà có quyền năng rất lớn, có thể quyến rũ con người, có thể dịch chuyển tất